Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Hữu Vlog, người Long An, sống người Long An. Đây chiều của mình nè các bạn, ngon các bạn. Đơn giản thôi, vợ mình nấu cho mình ăn các bạn. Thịt chiên với bắp cải xào các bạn. Cải mình vợ mình xắt ra xào các bạn. Thôi mời các bạn ăn cơm cùng mình nhé các bạn. Sao? Ôi, bự luôn, mời các bạn nhé. Ăn cơm chiều chứ mà ăn cơm tối quá vậy, nó vui. Sáng giờ có ăn tô tiếu gì, giờ chỉ ăn được tô cơm này. Cơm vậy anh, dạ ăn cơm gì vậy? Mấy chưa? Tỏa đèn cũng như lấy chưa khép. Tại vì chiên giờ bỏ rồi quên bỏ nước mà nó đen phải không? Ừ.
thật luôn phải không? Mà hôm nay lấy ra kiểu máy này còn không nữa. Nó có ngồi ra nó coi thấy ghét không? Hẹo qua bên coi. Mấy này thì sắp nhỏ hơn, mỏng hơn nữa vậy. Cũng bự được không? Thank you.
Đây sắp cái kia mỏng rồi không? Còn miếng bự nè, bị sắp rồi á. Thôi xin chào các bạn nhé, hẹn lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Nguyễn Hưng Vlog. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Hưng nhé các bạn, chào các bạn.